Bếp ga Nhật nội địa Tâm Phát xin chào cô chú anh chị. Hôm nay cuối tuần em sale cho cô chú anh chị 4 con bếp ga mặt men nút nhấn, gồm có ba con Rina và một con Paloma. Anh em sale giảm giá cho cô chú anh chị bếp mặt men nút nhấn giá rẻ. Chỉ con mấy con này đều là mặt men hết, nút nhấn lò nướng một tầng lửa. Chỉ con đầu tiên là cái con số 1 nè, nó có cái mạ hột gà, nhưng mà cái mạ hột gà này thì nó đậm hơn cái con bên đây. Nó màu này nó ửng hồng, có kim tuyến, hột gà kim tuyến á. Thì mời cô chú anh chị xem trong dưới trên ngoài bếp rồi em sẽ báo giá cụ thể cho cô chú anh chị. Đó, bếp còn rất là đẹp nè. Thì bếp số 1 này nó sản xuất là 2014 nè. Tháng 8 2014 à. Có số series cuối là 49 nè. Mặt men nút nhấn thì nó cũng sử dụng cái kiềng tròn nè. Thì bộ chia lửa thì nó bằng Antimon. Hồng ga cũng rất là đẹp nè. Đây là lập khối nè. À, mặt men nắp khối cũng mặt men luôn. Thì bếp này là cái dạng bếp phổ thông dễ xài. Ngay chỗ này nó có một cái vết này, đây vết trên cái mặt này. Mặt men rất đẹp. Này chú bán 3,5 triệu nè. Hôm nay bỏ nó đi, để chút em sale giá cho cô chú anh chị mua về sử dụng. Đây là cái model đầu bếp nè, KGM64BE nè, hộp để pin nè, nút nhấn coi bếp trên nè, cần chỉnh lửa lớn nhỏ nè. Thì cái mặt này nó cũng là màu vàng gold nè, mặt tiền bếp là màu vàng gold nè. Thì nút nhấn là nó có khóa đen hết nè, 2014. Thì khay nướng á, thì bằng men nè, hay dựng dầu mỡ mà khay nướng bằng nóc nè, dĩ nướng bằng nóc luôn nè, rất là đẹp. Mấy miếng này đẹp lắm cô chú anh chị. Chỉ có trong cái video hôm nay thôi nha. Đó là hộp nướng nè, nướng rất là đẹp nè. Nút nhấn con bếp bên phải nè, cần chỉnh lửa lớn nhỏ. Hình cá là lò nướng nè, lò nướng một tầng lửa. Mặt men, mặt trước đây là màu vàng gold. Rồi để em dỡ bên trong cho cô chú anh chị xem. Con tài khó dỡ quá ta. Để máy xuống đi. Đó, bên trong con bếp số 1 à. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi đây coi phần bên dưới con bếp luôn. Đó, bếp còn rất là đẹp. Thì sale giảm giá cho cô chú anh chị là bếp số 1 3,5 triệu, bây giờ giảm giá xuống còn 2,8 triệu, 2,8 triệu. Bao ship cho cô chú anh chị tặng một cặp pin Ankalite dung lượng cao và gắn lưới. Ồ, 2,8 triệu, giá quá là rẻ luôn. Số 1. Rồi qua con số 2. Con số 2 này là cũng cái màu hột gà nè. Hay là còn kêu là cái màu kem sữa vàng nữa. Con xe này cũng sản xuất 2014.
cặp kiền của nó nè. Máy bếp này đời cao không à, cũng sử dụng cái bộ chia lửa bằng Atimon, nắp khói cũng bằng men luôn nè. Một gà thì con này có một cái vết ngay chỗ này, hay là vết đây, chỗ này cái này cái nợ, cái này do mấy cái kiền nè, mấy kiền để lên nó bị trầy vậy. Với lại cái góc của bên phải này nè, nó bị cắn nè. Bếp được sản xuất tháng 9 2014, có bộ số series 4 số cuối là 1537 nè. Đây học để pin nè. Cái model bếp cũng là KGM64BE nè, nhưng mà cái mặt cái con này thì nó không có kim tuyến, nó chỉ mấy hộp gà thôi. Mặt ở bên đây là nó kim tuyến ẩn hộp, nút nhấn của bếp trên nè, cần chỉnh lửa lớn nhỏ, khóa trẻ em, phân bạc triệu mấy, 2.8 triệu mà. Thì cái con này là nó do vận chuyển về nó bị cắn nứt chỗ này nè, nè coi chú chị thấy không, với lại một cái góc này chỗ này. Thì em bán cái con này, nhưng mà cái con này còn rất là đẹp. Học nướng là khay nướng là bằng inox nè, chỉ nướng khay nướng bằng inox. Con này là đẹp, đẹp nhất luôn ạ. Thì cô chú anh chị nhìn cái hộp nướng đó, không sơn không dặm luôn nè, rất là đẹp nè. Này đúng nhắn bên phải nè, trên lửa lớn nhỏ, lò nướng khóa trẻ em, trên lửa lớn nhỏ, lò nướng một tầng lửa. Con bếp này còn rất đẹp, nhưng bị cái lỗi là nó cắn chỗ này nghe. Rồi em dỡ bên trong cho cô chú anh chị xem. Đó, chú chạy theo. Rồi xem phần bên dưới luôn. Ở bên dưới của một bếp nè, bếp số 2. Rồi con bếp số 2 này em cũng bán là 2.8 triệu luôn. Bao ship cho cô chú anh chị, tặng cặp pin năng calay dung lượng cao, gắn lưới chống chuột. Thì cô chú anh chị xem video vui lòng ủng hộ kênh bằng cách là cho em một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ. Số 2 2.8 triệu, số 1 cũng 2.8 triệu. Rồi qua con số 3. Con số 3 là con ba lông ma, không có lò nướng. Không là nướng là hiếm lắm mới có những cô chú anh chị. Panama không có lò nướng. Bán 3.6 triệu nè, để hoài nè, bỏ luôn. Sale cho cô chú anh chị. Hiện biết này được sản xuất 2016. Tháng 10 2016. Số series cuối là 270. Thì nó mặt men nó có màu ghi, ghi đậm, ở đây là ghi lợt nè, này ghi đậm nè. Thì Paloma thì sử dụng cái kiềng bẹ. Đó. Thì bộ chia lửa thì bằng thao hôm ra cũng rất là đẹp. Con này không có lò nướng nha cô chú anh chị. Nút nhấn nè, khóa trẻ em, đây là học để pin. Có cái model BA209B-R. Con này thì có nút 3 giây nè, hỗ trợ cho cô chú anh chị chiên rán đậu khô nè. Nút nhấn bên phải nè, khóa trẻ em là cần chỉnh lửa lớn nhỏ. Rồi dỡ phần bên dưới cho cô chú anh chị xem. Đó, này là không có lò nước. Nó rất là đơn giản.
biết cũng còn rất là đẹp đó. Có khung sườn rồi còn sáng bóng sạch đẹp hết nè, không mớp không trầy. Rồi số 3 sản xuất 2016 bán 2 triệu 8 luôn, bao ship cho cô chú anh chị, thằng pin gắn lưới. Thì cô chú anh chị mua bếp thì đặt cọc cho em mít rồi cho em thông tin địa chỉ để em sẽ gửi bếp tới nhà. Thì cô chú anh chị nhận bếp rồi được quyền kiểm tra, sau đó thanh toán phần còn lại với bên đơn vị vận chuyển. 2 triệu 8 đã có một con bếp nút nhắc mặt men đề cao. Rồi qua con thứ tư, con thứ tư là của Rinnai luôn nè, có model là KGM64DG nè. Con bếp này là cái màu màu ghi ghi lợt á, cũng mặt men, dùng kim tròn. Đây là nắp lưới của lò nướng. Ở trên mặt mấy bếp này, bếp này thì số 4 này có những cái tay này, đây nè. Em sale cho cô chú anh chị luôn. Em bếp số 4 được sản xuất là tháng 12/2014, có số series cuối là 189, bán 3 triệu mấy nè, giờ sale luôn nè, giảm giá luôn. Rồi cô chú anh chị mua học để pin nè, cũng nhắn của bếp trên nè, cần chỉnh lửa lớn nhỏ, khóa trẻ em. Đây là hộc nướng nè, lò nướng chỉ một tầng lửa nha cô chú anh chị, khi nướng gì nướng bằng cái nóc nè, rất là đẹp. Đây là nút nhấn của bếp bên phải nè, khóa trẻ em nè, cần chỉnh lửa lớn nhỏ. Nút nhấn của lò nướng nè, cần chỉnh lửa lớn nhỏ. Để cho cô chú anh chị xem cái hộc nướng luôn. Đó, cái hộc nướng của con bếp nè, dở phần bên trong cho cô chú anh chị xem. Đó, phần bên trong của con bếp nè, rồi dở phần dưới cho cô chú anh chị xem luôn. Đây là phần bên dưới nè, tháng 12/2014. Rồi con này em cũng bán giá 2 triệu 8 luôn, tặng một cặp pin Ankalite vô vườn cao và gắn lưới chống chuột cho cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mua con bếp nào thì cứ điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại 0938349749, số điện thoại lúc nào em cũng để cho màn hình nè, và nói số và nói ngày tháng năm em đăng video á, em nhớ đăng video là em ghi ngày tháng á. Rồi cô chú điện thoại được tiếp cho em. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.